Thì lai bao gồm tỳ kheo Achitta, vôi Nalagiri, Mara, cõi tha hóa tự tại. Ba vị trên có đúng không? Phật không thọ ký cho loài bàn sanh. Có phải đã được vị Phật quá khứ thọ ký rồi chăng? Bảy vị còn lại là ai? Có trong kinh không? Con nhờ sư Hoan Hỷ giảng rộng cho biết. Các vị Bồ Tát nhất sanh bổ xứ có còn bổ túc ba la mật thêm không? Về 10 vị Phật vị lai đó, quý vị vui lòng mà xem trong cái Chánh Giác Tông Bút Thâu Quầm Xá, Bút Thâu Quầm Xá. Cái Chánh Giác Tông này đó nằm ở trong Tam Tạng nha, nằm trong Tam Tạng. Bút Thâu Quầm Xá nằm ở trong Tam Tạng thuộc tiểu bộ. Quý vị tìm tìm trên Google đó, đây nè, Chánh Giác Tông, Chánh Giác Tông ha, của ngài Bửu Chơn, Google ra ha. Thì ở trong đây đó có cái đây nè, giảng về 10 độ nè, giảng về các cái pháp, tá pháp tròn đủ, giảng về A Tăng Kỳ. Đây nè, đây chư Phật vị lai có 10 vị đây ha. Đấy, quý vị có thể tìm ở trên Google nó sẽ ra ha. Thì ở đây là có giảng về 10 vị Phật vị lai. Ba vị ở trước á, thì cũng nằm ở trong cái quyển này ha. Tại vì nói có sách mới có chứng. Đấy, để cho quý vị tìm đọc. Còn vị Bồ Tát nhất sanh bổ xứ có còn bổ túc ba la mật thêm hay không? Thì như thế này, đối với Bồ Tát của mình ấy, Bồ Tát của chúng ta đấy, khi ngài hoàn tất các cái ba la mật thì ngài sanh về cõi Đâu Xuất. Kể từ đó ngài không còn cần phải bổ túc thêm ba la mật nào nữa, bởi vì khi ngài sanh về đó là ngài đã xong rồi, ba la mật của ngài đã xong rồi. Chỉ chờ cho đến khi những cái điều kiện nó đầy đủ rồi, chư thiên thỉnh ngài đản sanh để mà trở thành một vị chánh đẳng giác. Kể từ đó ngài không cần phải bổ túc thêm ba la mật nữa. Tuy nhiên có một vài giống như là cần phải kết bài đó, thì có một vài cái mà ngài cần phải làm để mà nó hoàn tất cái quá trình. Ví dụ như ngài phải lớn lên, rồi ngài phải lấy vợ, sanh con, rồi đi dạo bốn cổng thành, rồi bỏ nhà đi, rồi tu khổ hạnh. Thì đó là một vài cái bước cuối cùng để mà thành một vị chánh đẳng giác. Còn ba la mật của ngài thì đã đủ rồi ha. Còn cái chuyện mà Phật không thọ ký cho bàn sanh ấy, thì đúng là những cái vị kia là những cái vị Phật quá khứ đã thọ ký ha. Nhắc mới nhớ, quý vị nên nhớ như thế này nè. Một vị Bồ Tát mà hạn trí tuệ đó, thì cái vị Phật thọ ký cho vị đó đó là sau khi thọ ký là mất 4 A Tăng Kỳ 100.000 đại kiếp. Cái vị mà Bồ Tát hạng đức tin thì sau khi thọ ký thì vị đó cần phải tu tập trải qua 8 A Tăng Kỳ 100.000 đại kiếp.
Còn cái vị mà Bồ Tát thiên về cái tinh tấn ấy, thì 16 A Tăng kỳ 100.000 đại kiếp. Trong khi đó đây là 10 vị Phật vị lai. 10 vị Phật vị lai tức là những vị đó, cái giai đoạn mà các vị đó được thọ ký cách đây rất là xa rồi, cách đây nhiều A Tăng kỳ rồi ha. Bây giờ thì chỉ là những cái bước cuối cùng thôi. 10 vị Phật vị lai thì chỉ là những bước cuối cùng thôi. Cho nên Đức Thế Tôn không có thọ ký cho bất kỳ vị nào trong 10 vị Phật vị lai này hết. Ừ.